Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha món gọi là latte đậu biếc. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ pha nước đậu biếc trước. Thì đây tôi sẽ sử dụng là tôi sẽ cho vào trong cái ly của tôi là 10 bông đậu biếc. Đậu biếc đã được khô. Rồi, đã cho 10 bông đậu biếc vào trong ly. Và bây giờ tôi sẽ cho 100ml nước sôi để cho đậu biếc nó phai ra. Chúng ta khuấy nhẹ nhàng để cho đậu biếc nó ra cái màu sắc của nó. Đấy, chúng ta thấy bắt đầu đậu biếc nó đã thấy màu của nó rồi. Đó. Đấy, thì trong lúc mà chúng ta đợi cho đậu biếc nó để nó ra màu sắc thì chúng ta sẽ chuẩn bị sữa, xì dầu đường và một cái ly nữa để chúng ta sẽ ra cái món latte đậu biếc này. Và món latte đậu biếc thì tôi sẽ sử dụng cái ly này, ly có chân. Đó. Bước đầu tiên tôi sẽ cho sữa tươi, 100ml sữa tươi. Các bạn lưu ý khi cho sữa tươi chúng ta sẽ cho sữa tươi không đường. Đó. Là sẽ cho 10ml siro đường vào trong sữa tươi này. Khi cho siro đường với sữa tươi rồi thì chúng ta có thể đều lên. Nếu mà các bạn uống lạnh thì chúng ta có thể là cho thêm một vài viên đá vào nữa. Thì tôi sẽ cho thêm hai viên đá vào để uống cho nó mát. Rồi, đợi khi mà cái hoa đậu biếc của chúng ta nó đã phai ra cái màu sắc này rồi, chúng ta sẽ loại bỏ cái bã này, hoa này đi và chúng ta sẽ rót vào cái ly sữa chúng ta đã chuẩn bị. Tôi sẽ loại bỏ cái bã hoa này đi. Bây giờ tôi sẽ rót cái nước hoa đậu biếc đã loại bỏ cái bã hoa đi bên trên cái sữa này. Tôi sẽ rót nhẹ nhàng bên trên viên đá để nó sẽ tạo được cái tầng. Đó, bây giờ là chúng ta đã có một cái ly nước hoa đậu biếc gọi là latte đậu biếc. Cái ly này nó sẽ phân làm hai tầng, một tầng ở dưới là sữa và siro đường được hòa quyện với nhau, và phần trên là tôi sẽ rót cái nước hoa đậu biếc đã ủ này. Chúc các bạn thành công với cái món latte đậu biếc này ạ. Xin cảm ơn.